Thôi em ạ, chơi cho sướng. Nhà vườn Mạnh Yến xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Là vườn Mạnh Yến review cái lan Hồ Điệp này nhé. Lan Hồ Điệp này là một loại lan Hồ Điệp này nhập từ Đà Lạt nha các bác. Chứ không phải lan tàu nên chơi rất bền. Chơi được từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nha các bác nhé. Nếu mà các bác mà biết chăm sóc thì còn chơi được nhiều hơn ạ. Các bác mua thì điện cho em số trên màn hình nhé, tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Đức Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài lan Hồ Điệp thì em có cả lan Trần Mộng nhé. Các bác mua lan gì thì đến cửa hàng xem nhé. Đây là Hồ Điệp đột biến đấy ạ. Hồ Điệp đột biến cánh bướm này rất đẹp ạ, đang mốt đấy ạ. Đang mốt trên thị trường này các bác. Các bác mua thì điện cho em số trên hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Đức Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài lan Hồ Điệp này ra thì em có cả lan Trần Mộng nhé. Đây là Hồ Điệp đột biến đấy ạ. Hồ Điệp đột biến cánh bướm đấy ạ. Các bác mua thì điện cho số trên hình ạ, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Đức Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài lan Hồ Điệp ra thì em còn có cả lan Trần Mộng nhé các bác nhé. Bên em bán theo ngồng nhá. Theo ngồng mà giá theo ngồng và theo chậu ạ. Tốt nhất là các bác đến cửa hàng xem ạ. Mua chậu nào thì bọn em cắm cho chậu ý nhá. Đây là bọn em cắm ví dụ thôi ạ, còn bên dưới bọn em rất nhiều chưa cắm ra. Vì hôm nay nó vẫn sớm. Chưa bọn em chưa cắm hết ra chậu. Bên em có cả bán sỉ nhá. Các bác mua thì cứ điện cho em xuống trên màn hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 1 ha trấn Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ngoài lan Hồ Điệp ra em có cả quất lan Trần Mộng nữa nhé các bác nhé. Các bác mua cây gì thì cứ điện cho em xuống trên màn hình. Các bác mua chậu nào thì kết bạn Zalo em cho xem trực tiếp ạ. Ngoài lan Trần Mộng ra thì em còn có cả lan Hồ Điệp này và lan Trần Mộng nhé. Và cả quất ạ. Các bác mua loại nào thì điện cho em dưới trên hình. Đây là lan Hồ Điệp đột biến cánh bướm này rất đẹp, năm nay là mốt đấy ạ. Các bác mua nhanh nha, không thì cái loại đột biến này cũng không có nhiều đâu ạ. Bác mua thì điện cho em số trên hình, em tên là Mạnh ạ. Nhà vườn Mạnh Yến ạ, địa chỉ khu 31 ha trấn Đức Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài lan Hồ Điệp ra thì bên em có cả lan Trần Mộng và quất nhá. Các bác mua loại gì thì điện cho em để em tư vấn nhá. Em xin chào các bác, hẹn lại các bác video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh và like cho em để kênh của em ngày càng phát triển. Mang những chậu hoa đẹp đến cho đến mọi nhà nhé. Các bác đăng ký kênh không phải mất tiền đâu ạ, để các bác xem video tiếp theo ạ. Em đang tăng rất nhiều các loại cây và hoa cây cảnh đẹp nhé trong ngày Tết ạ. Em xin chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác video tiếp theo ạ.